Sao chú em này sẽ lè vậy? Có bệnh hoạn gì không? Bệnh thì ở nhà đi nha. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Gà đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi game Roblox Wild Revolver. Thì đây là một game bắn súng đối kháng FPS ha. Chúng ta sẽ hóa thân, một là thành cảnh sát trưởng của thị trấn này, còn hai là chúng ta sẽ hóa thân thành những kẻ đi ăn cướp. Đó, chúng ta chia làm hai bên, một bên là cowboy, một bên là sheriff. Thì hai bên này sẽ bắn với nhau, thì bên cái team nào á được 31 điểm trước, 31 mạng trước thì team đó sẽ chiến thắng. Đó. Thử nút. Ồ, lăn nè. Lăn. Đó. Thì những cái thằng nào có cái dấu màu đỏ ở trên đầu là những thằng đó chúng ta sẽ bắn đó. Bên mình được hai mạng rồi. Đó, nó nè. Nhỡ mới chuyện. Rồi chết luôn, đứa nào bắn vậy? Nó rồi chết. Sau khi chết thì chúng ta sẽ được hồi sinh ha. Chết đó, một mạng nhờn. Đó, hai mạng nhờn. Bước ra, ba mạng. Quá thiện xạ luôn. Ô chết. Bên mình đang thua ba mạng. Trời ơi, sao vậy? Ồ, nó bắn mình bay lên trời luôn. Thằng đó nãy giờ giết mình hai mạng rồi nha. Sao chú em này sẽ lè vậy? Có bệnh hoạn gì không? Bệnh thì ở nhà đi nha. Trời ơi. Xoay. Bên mình vẫn đang thua. Đây, bên này giờ khó nè. Đây. Trời ơi, chạy đâu? Trời ơi, chạy đâu? Bắn lén. Hai mươi sáu rồi, 5 mạng nữa thôi. Ấy, ấy, ấy. Thấy rồi. Chết. Qua đây. Nó không thấy mình đâu. Bây giờ chết luôn. Một mảng cuối nữa. Ô, bên mình thua rồi. Ice. Một phút nữa sẽ bắt đầu trận mới ha. Mình
viết được 7 mạng hạng 4 nè. Ê, con gà dễ thương ha. Đúng ngầu. Đem mắt kiến đúng ngầu luôn. Thì đây là cái video về game, làm về game đầu tiên của mình nên nó có hơi gượng gạo một tí ha. Nếu các bạn thấy thích cái video này hãy nhớ cho mình một like, share để mình có động lực ra thêm nhiều video nữa ha. Trời ơi, nãy kỳ luôn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu một trận nữa. Ngầu, trời ơi, nón đỏ luôn. Một mạng. Xa quá, xa quá. Hai mạng. Rồi chết. Bay lên trời luôn. Hy sinh. Phải chạy đi hướng khác mới được. Đứng cái đó dễ chết lắm. Ngã sắp mặt rồi. Kìa kìa kìa. Ê, lăn lăn. Ê, lăn. Ôi chết luôn. Đường này dẫn đi đâu đây? À. Ôi, bị phát hiện rồi. Cũng cái thằng này nữa, cái thằng hacker này nè. Đợi đấy, đợi đấy. Ta sẽ báo thù. Nó chết luôn. Nó gì chưa bắn được mạng nào luôn. À, được một mạng rồi. Tụi nó đã quá đông, quá nguy hiểm. Hai thằng cùng chết luôn. Ồ, mình thua rồi, bên kia nó bắn ghê quá. Mình được level 3 rồi nè. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu một trận nữa ha. Trời, anh gì ơi, anh gì áo ơi. Áo nổi quá. Gì đây? Người nhà anh á. Người nhà anh có đuôi. Ôi trời ơi. Thank you.
Ok, let's go. Thì mới ra chết ghê vậy. Sao không thấy ai hết vậy chàng ơi? Mày ai nó? Trời ơi, hai mạng. Trời ơi, ba mạng. Anh được đó không ta? Trời ơi, bốn mạng. Ô chết. Ô chết luôn. Lộn nè. Lộn nè. Chết một mạng. Hai mạng. Ồ chết. Ba một mạng. Ở đây nguy hiểm quá. Hai mạng. Mình nghe cái tên là mà nó chưa chết, nó bị lắc rồi. Bên mình đang thua nó hai mạng. Mình là cowboy nè. Trời ơi, bị lắc. Ồ, cố lên, 29, 29 rồi. 30 rồi. Ok. Hòa nhau bạn ơi, vừa hòa luôn. Ok, có thể ý là mình xây dựng video tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và cho mình một share để mình có một cái động lực làm tiếp ha. Bye bye.